Kính chào các bạn ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng Phúc, mỗi doanh nghiệp phải như là pháo đài, nhưng hết đạn. Số liệu kinh tế kinh hoàng vừa được khảo sát tại Việt Nam cho thấy nền kinh tế nước này đang lao xuống vực với những tổn thất rộng khắp đang lan ra từ Bắc đến Nam. Đây là hình ảnh khách du lịch đeo khẩu trang vì lo ngại dịch cúm Vũ Hán tại thủ đô Hà Nội. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 99% khách du lịch hủy tour đi miền Trung và miền Bắc. Báo cáo từ các doanh nghiệp lữ hành gửi Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hầu hết lượng khách liên hệ với các doanh nghiệp này trong tuần qua là để hủy những chương trình du lịch đã đặt trước. Trong đó, những tour đi miền Trung và miền Bắc đã bị hủy đến 99%. Theo nhận định được truyền thông trong nước loan đi, dịch cúm Vũ Hán là nguyên nhân khiến nhiều du khách đã hủy tour đồng loạt. Hậu quả doanh thu của các doanh nghiệp lữ hàng, lữ khách đã bị ảnh hưởng nặng nề và giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, lượng khách du lịch Nhật Bản giảm tới 76%, khách Đức giảm 54%. So với tuần trước, doanh thu từ các cơ sở lưu trú giảm hơn 58%, kinh doanh hội nghị giảm 60,8%, kinh doanh nhà hàng, tiệc và các loại hình khác giảm tới 60,1%. Du lịch là ngành đem lại doanh thu, ngoại tệ và công ăn việc làm hàng đầu tại Việt Nam, nhưng nay đã đột nhiên bị khựng lại và giảm sâu chưa từng có. Đây là hình ảnh tại chợ lớn Sài Gòn với các gian hàng không một bóng khách Việt lẫn khách du lịch nước ngoài đến ghé mua mà chỉ nhìn thấy các chủ cửa hàng. Theo thống kê của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách quốc tế trong tháng 2 năm 2020 đạt 1,1 triệu lượt, giảm 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu toàn ngành du lịch thành phố trong tháng 2 đạt 8.100 tỷ đồng, giảm gần 30% so với cùng kỳ và giảm 37% so với tháng 1 năm 2020. Để tránh dịch bệnh lan mạnh, nhiều địa điểm du lịch ở Việt Nam trong các ngày qua đã thông báo tạm ngừng đóng cửa, ngừng đón khách du lịch như tỉnh Ninh Bình vào ngày 12 tháng 3 đã có văn bản chính thức tạm ngừng đón khách tham quan, thời gian mở cửa chưa thông báo, sẽ tùy theo diễn biến của dịch khi điều kiện cơ sở được đảm bảo. Và gần như tất cả các tỉnh, thành trong cả nước đang cấp báo về Hà Nội những tin ngày càng xấu, với phản ứng đóng cửa hàng loạt của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ từ lớn đến nhỏ vì đại họa từ Vũ Hán, Trung Quốc tràn vào Việt Nam. Đây là hình ảnh khách tham quan đang đọc bảng thông báo tạm thời đóng cửa khi đến khu di tích ở Ninh Bình. Trước đó, vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, tỉnh Quảng Ninh cũng quyết định tạm dừng hoạt động du lịch trên địa bàn. Cụ thể, dừng dịch vụ nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long, tạm dừng đón khách tham quan Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, đảo Cô Tô, Vân Đồn, khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử và các khu di tích danh lam thắng cảnh, điểm du lịch khác tại địa bàn. Thời gian là từ ngày 12 tháng 3 cho đến hết ngày 26 tháng 3. Tại khu vực miền Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng đã thông báo ngừng đón khách du lịch quốc tế từ ngày 11 tháng 3. Nhiều khu du lịch tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre cũng được thông báo đóng cửa vì lượng khách đến tham quan giảm mạnh từ 70 đến 80%. Và làn sóng phá sản ở trong nước đặc biệt là ảnh hưởng tới các doanh nghiệp dịch vụ quan trọng hàng đầu của Việt Nam như chuỗi khách sạn, nhà hàng, địa điểm danh lam, thắng cảnh đều gặp cảnh quá thiếu vắng khách và họ đã phải đóng cửa và trả lại mặt bằng vì không còn kinh doanh được nữa. Đây là hình ảnh nhiều nhà hàng đã mất đến 90% doanh thu vì dịch Vũ Hán lan rộng. Việc kiểm soát nghiêm ngặt nồng độ cồn cộng với dịch cúm Vũ Hán đã khiến hàng loạt nhà hàng, khách sạn đã phải lần lượt đóng cửa, cắt giảm nhân viên, trả lại mặt bằng, doanh thu giảm từ 30 cho tới 90%. Trao đổi với phóng viên báo Đầu Tư, ông Hoàng Quốc Khánh, giám đốc vận tải, vận hành tập đoàn Golden Gate, doanh nghiệp sở hữu chuỗi nhà hàng như Ashima, Sumo BBQ, Kichi và Isu, phố Ngon 37, cho biết doanh nghiệp này đang bị ảnh hưởng nặng bởi
dịch cúm Vũ Hán. Ông nói từ sau Tết đến nay, doanh thu của Golden Gate sụt giảm mạnh. Các chuỗi nhà hàng có nhiều cửa hàng như Cookie House và Kitschi giảm tới 30%. Các thương hiệu khác trong tập đoàn cũng sụt giảm tương tự, ông Khánh cho hay. Theo ông Khánh, hiện Golden Gate đang phải tạm ngừng và tạm hoãn các kế hoạch sửa chữa, giảm tuyển dụng nhân viên mới, cắt giảm chi phí, đẩy mạnh kênh giao hàng tại nhà để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hàng loạt nhà hàng, cơ sở ăn uống cũng phản ánh sau khi nghị định số 100/2019 của chính phủ đưa ra thì lượng khách đã giảm từ 20-30%. Nay cộng thêm dịch bệnh Vũ Hán, lượng khách giảm tiếp từ 50-90%. Và các chủ doanh nghiệp đã phải đau xót cho thôi việc hàng trăm nhân viên của mình khi doanh thu sụt giảm trên 90%. Và ngay cả những người có kinh nghiệm kinh doanh nhất cũng phải ngậm ngùi ra đi. Đây là một trong những cửa hàng trong chuỗi cửa hàng nhà hàng Lan Chín đã phải đóng cửa vì cúm Vũ Hán. Từng là một trong những chuỗi nhà hàng phát đạt nhất ở Hà Nội, doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi ngày. Nhưng nay, hệ thống chuỗi nhà hàng Lan Chín đã phải đóng cửa. Bà Nguyễn Thị Lan, chủ chuỗi nhà hàng Lan Chín cho hay, nhà hàng Lan Chín từ chỗ nườm nượp hàng ngàn khách mỗi ngày, doanh thu hàng trăm triệu đồng, giờ chỉ còn vài ba triệu đồng mỗi ngày. Trong khi chi phí thuê nhân viên, thuê mặt bằng của các cơ sở là rất lớn. Việc Lan Chín dừng hoạt động 5 cơ sở ăn uống đồng nghĩa với việc hàng trăm nhân viên ở đây đã mất việc. Và các doanh nghiệp Việt Nam đã bị giáng hai đòn nặng nề vào năm nay, đó là Nghị định 100 về việc xử lý mạnh tay hơn với các người đã dùng rượu bia khi tham gia giao thông, nay thêm đòn đại dịch cúm Vũ Hán loan ra toàn cầu, và trong đó Việt Nam là nước nằm ngay sát Trung Quốc đã bị ảnh hưởng rất nặng nề. Các doanh nghiệp không thể gượng được nữa và nhân viên cũng mất việc hàng loạt. Đây là hình ảnh một khách sạn trong chuỗi khách sạn Hà Nội Emirates White Hotel. Giờ đây nhiều địa điểm kinh doanh đã phải đóng cửa và những nhân viên như vậy đã bị cho thôi việc. Anh Nguyễn Văn Tài, một tài xế Grab cho biết, trước Tết tôi làm nhân viên chạy bàn cho nhà hàng hải sản gần cầu Tân Đệ, Nam Định. Thế nhưng, năm nay do có Nghị định 100, lại cộng thêm dịch bệnh đang hoành hành, nên doanh thu giảm sút tới 90%. Hàng loạt nhân viên mất việc, tôi tạm thời lên Hà Nội chạy Grab trong thời gian tìm việc mới. Không chỉ nhà hàng, các khách sạn cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi khách du lịch giảm sút. Bà Phan Thị Hằng, giám đốc chuỗi khách sạn Hà Nội Emirates White Hotel cho biết, chuỗi khách sạn này đã phải đóng cửa nhiều cơ sở vì không có khách, nhưng mỗi ngày mất hàng trăm triệu đồng chi phí thuê mặt bằng, lương nhân viên và chi phí điện nước. Theo thống kê của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các nhà hàng, khách sạn đã phải cắt giảm nhân sự vì không có việc để bố trí, đồng thời tiết giảm chi phí. Và cũng lúc này, người dân Việt Nam trong và ngoài nước lại được chứng kiến ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam đã hô to khẩu hiệu sáo rỗng tương tự như suốt 75 năm qua họ vẫn làm. Như lời ông vừa nói, mỗi doanh nghiệp phải là pháo đài. Nhưng ông không nhìn thấy thực tế là các doanh nghiệp Việt Nam tư nhân này đang kiệt quệ và họ đâu còn đạn để mà giữ cái pháo đài đó nữa. Đây là hình ảnh Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp ngày 13 tháng 3 năm 2020 về phòng chống vi khuẩn Vũ Hán. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói, nếu chúng ta chậm trễ, dịch bệnh sẽ hạ knock out chúng ta. Nếu chúng ta không kịp thời, không nhanh chóng, thì dịch bệnh sẽ lây lan cấp số nhân, lũy thừa. Vì vậy, phải tìm mọi biện pháp để hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm. Phải khoanh vùng dịch bệnh, phải khử trùng đúng quy trình khẩn cấp, kịp thời. Mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân, mỗi dân cư, khu dân cư phải là pháo đài chống dịch. Tuy nhiên, trong cuộc họp này chưa thấy ông Thủ tướng của Việt Nam đưa ra các giải pháp cụ thể để giúp các doanh nghiệp tư nhân đang ở trong vòng xoáy thua lỗ vì đại dịch từ Trung Quốc tràn đến. Họ đã buộc phải đóng cửa hàng loạt và đẩy hàng trăm nghìn người lao động ra đường. Những người thất nghiệp này chưa biết dựa vào đâu để sống, nuôi vợ con và gia đình của họ.
Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, chào các bạn.